tôi, Mục sư Kim Vân, kính thân ái gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong tuần lễ vừa qua, tôi chia sẻ về đề tài Chúa sống. Và tôi cũng chia sẻ một ít kinh nghiệm về chính đời sống cá nhân của tôi. Tôi chỉ hết lòng cảm tạ ơn Chúa. Chúa quả thật đã sống trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã biến đổi và thay đổi những cái thói hư tật xấu của tôi. Để biết rằng là Chúa thật sự sống. Và hôm nay chúng ta bước vào ngày lễ mẹ. Và chúng ta cũng không quên nói về người nữ tài đức. Và trước hết để mà chúng ta xem Kinh Thánh dạy gì về người nữ tài đức ở trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi hãy cảm tạ ơn Chúa và tuyên bố những lời mà Chúa nói cho chúng ta. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Khi con tuyên bố lời Chúa, con bắt đầu thấy được hình ảnh của con người thật của con do Chúa dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm ơn Chúa, lời Chúa đã trở nên sống động trong đời sống của con và đã đẩy con ra và đẩy ra được tất cả những điều mà không thuộc về con. Để con thấy mình đã được dựng nên trong hình ảnh tượng của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người giống như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã dựng nên con trong hình ảnh của Ngài. Con giống như Chúa. Và Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31, Đức Chúa Trời thấy việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Cảm ơn Chúa, Ngài đã dựng nên con một cách rất là tốt lành. Và Thi Thiên 139 câu 14 chép rằng, tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật là trong lòng của tôi biết rõ ràng. Cảm ơn Chúa, Ngài đã tạo dựng nên con một cách đáng sợ và lạ lùng. Con là một công trình tuyệt diệu của Chúa và lòng con biết rõ như vậy. Và Giăng đoạn 16 câu 27 chép rằng, vì chính Cha yêu thương các ngươi yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Chúa Giê-xu đã từ nơi Đức Chúa Trời mà đến và Ngài đã yêu thương chúng ta. Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta kỷ niệm ngày mà Chúa sống. Kính thưa quý vị, nếu Chúa Giê-xu không thật sự sống thì chúng ta không ai được nghĩa là thoát khỏi cái tội lỗi của mình. Tội lỗi của chúng ta sẽ không nghĩa là được nghĩa là giải thoát. Nhờ Chúa Giê-xu, Ngài đã chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại. Và sự sống của Ngài đã chứng minh rằng Ngài đã đắc thắng được tử thần và Ngài cũng đã đắc thắng được những tội lỗi xấu xa của loài người của chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa. Tôi không biết nói gì hơn, nhưng tôi đã thấy biết bao nhiêu những anh em tín đồ tin Chúa. Trước khi họ chưa tin Chúa, họ chưa biết Chúa, cuộc đời của họ phải nói rằng là rất là bế tắc. Họ sống như một người chết. Họ chẳng biết gì về Thượng Đế, về Đấng đã tạo dựng nên họ. Và chẳng những thế thôi mà họ lại nghĩa là mê tín dị đoan, rồi lại đi thờ đủ thứ thần hết, vì họ không biết đâu là thần chân thật để mà tôn thờ. Chúa Giê-xu, Ngài đã biến đổi nhiều cuộc đời. Và tôi cũng cảm tạ ơn Chúa, Ngài cũng đã biến đổi cuộc đời của tôi. Khi mà là thanh niên thứ nữ mới lớn lên, thì đa số phụ nữ cũng như là thanh niên ngày nay rất là bị cám dỗ trong cái vấn đề bị sa ngã trong vấn đề tình dục. Và hầu hết các thanh niên thiếu nữ ngày nay xem cái chuyện mà sống chung với nhau hay là đã ân ái trước khi mà lập gia đình, đó là cái chuyện ngẫu nhiên, chuyện đương nhiên, không có gì là tội lỗi cả. Nhưng trong Kinh Thánh, tiêu chuẩn của Kinh Thánh thì Ngài đã dạy dỗ cho chúng ta và Ngài cho chúng ta biết rằng là chỉ khi nào mà một người nam, một người nữ được thề nguyện trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh và kết hôn thì mới thật sự được có quyền đến vấn đề luyến ái. Chúng ta cũng nghe những cái bài ca rất là nổi tiếng
nói đến nghĩa là tình yêu thật là lãng mạn giữa người nam và người nữ khi mà yêu nhau, đã ân ái và có những cuộc tình quá lãng mạn. Nghe thì rất là hay, nhưng mà chúng ta đâu có thấy cái hậu quả sau những cái cuộc tình lãng mạn đó là gì. Có lẽ là quý vị cũng đã biết rồi, biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ ngày nay, nhất là những cô gái mới lớn lên, đã lỡ mang bầu rồi phá thai, rồi sau những cái cuộc tình gian dở đó, nghĩa là cảm thấy mặc cảm, tội lỗi, rồi cảm thấy nghĩa là không còn tự tin nữa. Khi mà chúng ta phạm tội thì chúng ta mất đi cái sự thánh khiết, cái sự tự tin nơi chính mình. Vì vậy mà trong Kinh Thánh, lời của Chúa dạy và khuyên chúng ta là hãy giữ cho thân thể mình được nên thánh. Và Chúa bảo chúng ta hãy tránh tất cả những cái tội, tội lỗi, bất cứ tội nào chúng ta phạm đều là ngoài thân thể mình. Nhưng mà tội mà chúng ta phạm chính cái thân thể mình, đó là tội dâm dục. Vì vậy mà tôi khuyên tất cả những thanh niên thiếu nữ nào khi mà mới lớn lên, chúng ta hãy rất là cẩn thận những gì mà mắt chúng ta xem và tai chúng ta nghe. Vì mắt chúng ta xem điều gì thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những điều chúng ta nhìn thấy. Và tai chúng ta nghe điều gì, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến điều chúng ta làm, hành động của chúng ta. Khi mà tội lỗi nó đến á, là nó bắt đầu từ trong cái tấm lòng của mình, từ trong tim của mình, từ trong lòng của mình làm ra cái hành động đó. Vì vậy mà chúng ta phải rất là thận trọng xem tấm lòng của mình, đừng để những cái gì mà nó không thánh khiết, những gì mà nó không trong sạch ở trong lòng của mình. Vì trong lòng của mình nó sẽ đi đến cái hành động. Một người đàn ông trước khi mà phạm tội ngoại tình thì anh ta đã đem trong lòng của anh ta đã nghĩ đến hình ảnh của một người nữ khác hơn người vợ của mình nhiều lần. Và cho đến khi mà nó xâm nhập vào trái tim của anh, và để một ngày nào đó anh đi đến cái hành động là phản bội vợ con của mình. Kính thưa quý vị, lời của Chúa khuyên nhủ chúng ta những điều này để mà cho chúng ta được sự sống. Sự sống thật là một đời sống thánh khiết, đời sống nghĩa là không phạm tội, dâm dục. Trong Kinh Thánh ở đây, Chúa nói rất là rõ. Xin mời quý vị hãy cùng xem với tôi đoạn Kinh Thánh này. Chúa khuyên chúng ta nên tránh về vấn đề dâm dục. Xin mời quý vị hãy xem với tôi trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 chép rằng: lời khuyên về thân thể. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng tôi sẽ không để cho nô lệ cho điều gì cả. Đồ ăn là vì bụng, và bụng để chứa đồ ăn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt bụng lẫn đồ ăn. Thân thể không phải để gian dâm, nhưng vì Chúa và Chúa vì thân thể. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại thế nào thì cũng sẽ dùng quyền năng của Ngài làm cho anh chị em sống lại thể ấy. Anh chị em không biết rằng thân thể của anh chị em là một phần thân thể của Chúa cứu thế hay sao? Thế thì tôi có nên lấy một phần thân thể của Chúa cứu thế làm thân thể của gái điếm hay không? Không khi nào. Anh chị em không biết rằng ai ăn nằm với gái điếm, tức là kết hợp thành một thân thể với nó hay sao? Vì Kinh Thánh chép, hai người sẽ trở nên một thân. Nhưng ai kết hợp với Chúa thì có cùng một tinh thần với Ngài. Hãy tránh xa mọi sự gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm sẽ phạm đến chính thân thể của mình. Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời hay sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh chị em đã được mua bằng giá rất đắt. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây là lời Kinh Thánh mà Chúa khuyên là chúng ta hãy giữ cho thân thể mình làm thân thể thánh của Chúa. Kính thưa quý vị, thân thể của chúng ta đã được Chúa mua chuộc bằng một cái giá rất là đắt. Vì vậy mà chúng ta phải biết cẩn thận, đừng để cho chúng ta phạm tội trong cái vấn đề xác thịt của mình. Tôi chỉ hết lòng cảm tạ ơn Chúa là khi mà là một thiếu nữ mới lớn lên thì tôi cũng có những quá khứ, có những người bạn quen biết, và lúc đó thì còn quá trẻ, không biết là lời Chúa dạy như thế nào,
và đã vấp phạm và đã phạm tội. Và cho đến khi mà tôi đọc lời Chúa và tôi cảm thấy rằng là mình sống như vậy, mình thiếu đi, mất đi cái tự tin. Và tôi đến với Chúa và nói với Chúa rằng là con muốn được Chúa biến đổi cuộc đời của con và giúp cho con sống một đời sống thật là thánh khiết. Con muốn dâng thân thể con làm thân thể thánh để mà tôn thờ Ngài. Vì sau khi học lời Chúa, tôi biết rằng thân thể của tôi không phải là thân thể của tôi nữa, mà là thân thể của Chúa. Và Kinh Thánh cho biết rất là rõ, người nào mà phạm đến thân thể của mình, có nghĩa là phạm đến chính thân thể của Ngài. Và ai mà phạm đến thân thể của Ngài đó, thì người đó sẽ bị Ngài hủy diệt. Chúa không muốn hủy diệt chúng ta. Vì vậy mà Ngài đã cho lời của Ngài ở trong Kinh Thánh để khuyên chúng ta đừng có phạm tội. Và Chúa nói rằng là ai mà muốn sống đó thì hãy làm theo những điều dạy dỗ của Ngài. Người nào muốn có sự sống thì hãy cẩn thận làm theo những điều mà Ngài dạy dỗ cho chúng ta. Ngài khuyên và khuyên tránh chúng ta đừng sống trong tội lỗi.